là một mùa hè đang đến và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những chai nước hoa nên tham khảo sử dụng cho hè 2022 này. Ok. Anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về nước hoa mùa hè. Mình sẽ gợi ý lên cho mọi người theo từng phân khúc, ví dụ giá rẻ, tầm trung và đắt tiền, để tùy theo cái độ dày ví của mỗi người, độ mạnh vì gạo, bạo vì tiền của mỗi người thì chúng ta sẽ lựa cho mình hoặc là tham khảo cho mình một sản phẩm sẽ sử dụng trong hè 2022 này. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để anh em mình còn giữ liên lạc được nhau với nhau còn nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phân khúc đầu tiên, đó là phân khúc giá rẻ cho mùa hè. Ở phân khúc giá rẻ này thì mình có hai sự gợi ý đến cho mọi người. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm đến từ một thương hiệu cầu thủ rất là nổi tiếng, có thể gọi là anh là niềm mơ ước của rất nhiều những cô gái, đó là David Beckham, và chai nước hoa này có tên là Essence. Đây là một mùi hương có sự kết hợp giữa bưởi, ozonic và hoa violet, tạo nên một cái tông mùi có thể gọi là đặc trưng, rất đặc trưng của mùa hè. Nếu như chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương dễ ngửi, dễ xịt và có thể sử dụng vào mọi dịp trong mùa hè thì chai nước hoa nào, và đặc biệt nữa là cái giá nó, nói chung là nó hợp với các anh em sinh viên. Chúng ta không cần muốn tốn quá nhiều tiền nhưng lại muốn một cái mùi hương đặc trưng của mùa hè, dễ ngửi, dễ chịu và dễ xịt, thì David Beckham Essence là một trong những sự lựa chọn như thế. Với một cái tông mùi không thể đòi hỏi, chai nước hoa này nó là một cái tông mùi nó phải đặc biệt, nó phải sáng tạo hoặc là một cái gì đấy nó khác biệt. Thế nhưng nếu như chỉ đơn thuần chúng ta muốn một cái mùi hương tươi mát và dễ sử dụng trong mùa hè thì đây, cộng thêm cái mức giá nó rất là êm ái, thì David Beckham thần tượng của mình, đây chắc chắn sẽ là một cái mùi hương, một cái sự lựa chọn khá không phải là tệ cho các anh em sinh viên. Đó, chai nước hoa đầu tiên ở phân khúc giá rẻ. Chai nước hoa thứ hai trong phân khúc này chắc chắn rồi, đó là Nautica Voyage. Thực ra là có rất nhiều những video đang nói về chai nước hoa này, không phải của mình mà của rất nhiều những kênh YouTube về nước hoa khác, cả ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Có thể nói rằng đây là một ông vua giá rẻ, nước hoa mùa hè giá rẻ, chất lượng cực cao. Càng nóng thì Nautica nó càng thể hiện những cái ưu điểm gọi có thể gọi là vượt trội so với phần còn lại của nước hoa mùa hè. Nếu như càng xịt vào những ngày nóng, càng nóng thì nó sẽ càng vượt trội so với phần còn lại. Trong một cái nền nhiệt ví dụ như ở Việt Nam 40 độ đi thì nó có thể đương cự với tất cả những chai nước hoa đắt tiền hơn gấp 3, gấp 4 lần so với nó. Bởi vì mùi hương của nó rất là thơm, và bản thân mình cũng vẫn nói rồi, mình nhận được rất nhiều những lời khen ngợi khi mà sử dụng trong cái nền nhiệt độ cao mùa hè ở Việt Nam. Do vậy, ở phân khúc giá rẻ, mình muốn gợi ý đến cho mọi người đó là David Beckham Essence và Nautica Voyage trong phân khúc giá rẻ. Ok. Ở phân khúc tầm trung thì có rất nhiều những sự lựa chọn, ví dụ như là Versace Pure Homme, Club de Nuit Limited, vân vân mây. Đó. Còn ở đây thì mình muốn gợi ý đến cho các anh em chai nước hoa đầu tiên, đó là Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Đây là một phiên bản flanker khác của dòng Light Blue. Đầu tiên nó là có Light Blue này, về sau nó có bản All Intense và Light Blue Forever. Thực tế để mà nói về mùi hương của Light Blue Forever có xuất sắc hơn nhiều so với phiên bản cũ của nó là All Intense hay không thì với cá nhân của mình thì nó không phải là trội hơn hẳn. Đó. Thế nhưng về cái việc sử dụng nốt mùi hương thì nó có một cái thuận lợi hơn so với phiên bản cũ, đó là nó đã bớt đi cái nốt hương nước biển. Do vậy thì nếu như những ai mà cảm thấy quá nhạy cảm với cái tông nốt này thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy bị tanh. Nhưng điều này sẽ rất là bị ít so ở phiên bản Light Blue Forever, bởi vì chủ đạo của chai nước hoa này đó là bưởi và một chút gọi là thiên hướng về citrus, tạo nên một cái tông mùi rất là dễ chịu khi mà ngửi, đặc biệt là dùng trong mùa hè các dịp, nói chung là hiếu hỉ, hội nghị, ma chay, nói chung là các dịp. Nếu như chúng ta muốn một cái mùi hương dễ sử dụng trong mùa hè, bám lâu và nhận được những lời khen ngợi thì Light Blue Forever ở trong phân khúc tầm trung mình nghĩ rằng là một trong những sự lựa chọn rất là xứng đáng. Đó, một sản phẩm của nhà Dolce & Gabbana. Tiếp nữa đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos và nó có tên là Artisan Pure. Về hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì đôi khi nó không được đánh giá cao, rất là đáng tiếc.
Nhưng chúng ta hãy khoan nói về cái việc hiệu năng của mùi, bởi vì nếu như hiệu năng nó kém thì chúng ta sẽ có những cách xử lý khác nhau. Ví dụ như là cầm theo một cái lọ chiết loại nhỏ này và chúng ta bêm thêm, thỉnh thoảng chúng ta bêm thêm đó. Còn về mùi hương, B là một chai nước hoa, mặc dù là một sản phẩm của một nhà nước hoa designer, thế nhưng trong cái tông mùi của nó sử dụng rất là nhuần nhuyễn những cái nốt cam quýt. Khi mà mình ngửi thì mình luôn có một cái cảm giác, ví dụ như khi mà chúng ta ngửi cái cuống một quả cam hay của một quýt ấy, thì cái mùi hương của John Valvatos Artisan Pure này nó đối với mình là mình cảm thấy nó ná ná như thế. Một cái mùi hương citrus rất là dễ chịu khi mà ngửi đó. Có thể cũng có rất là đa dụng đi làm, đi một cái gì đấy, bất kỳ một cái dịp gì vào đấy, và trong mùa hè chúng ta muốn một cái mùi hương trái cây nó nhẹ nhàng thì đây, John Valvatos nó rất là dễ sử dụng. Tuy nhiên có một cái điểm rất là đáng tiếc, bởi vì một cái tông mùi thuần trái cây thì cái hiệu năng mùi của nó thì cũng không được là như ý. Cho nên nếu như chúng ta sở hữu chai nước hoa này thì đồng nghĩa rằng là mình nghĩ là sẽ phải có một vài những cái biện pháp, ví dụ như là chiết ra một lọ nhỏ để xịt rậm thì để đảm bảo hiệu năng của mùi. Còn lại về mùi hương, xuất sắc, không có gì là phải chê trách cả. Đó, thì ở phân khúc tầm trung mình muốn giới thiệu đó là Light Blue Forever và John Valvatos Artisan Pure, hai gương mặt tiêu biểu của mùa hè. Ok, và cuối cùng đó là phân khúc đắt tiền. Thật ra thì cũng có rất nhiều những anh tài đó, mình thực sự là chủ đề mà list ra thì không thể đủ được. Tuy nhiên thì có ba chai nước hoa mà mình thấy rằng là nó phù hợp để sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam. Bởi vì chúng ta nên biết rằng có rất nhiều chai mùa hè ở Tây thì không thể sử dụng được ở Việt Nam. Cho nên ở đây thì mình chỉ cố gắng lựa là một cái mùi hương mà nó ít nhất là nó hợp với cái điều kiện thời tiết mùa hè ở Việt Nam. Đó, thì chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Mason Margiela và nó có tên là Under the Lemon Tree. Thì thực ra nghe cái tên này chúng ta cũng đã biết là mùi hương của nó như thế nào. Một cái tông mùi khi mà xịt thì rất là dễ chịu khi mà ngửi chai nước hoa này. Bên cạnh ví dụ như Lazy Sunday Morning này, thì mình cho rằng Under the Lemon Tree là một cái mùi hương khá là dễ chịu khi mà dùng trong mùa hè ở Việt Nam. Để mà nói về mùi hương thì thực sự nó giống như cái tên của nó. Một tên này nếu mà tạm dịch sang tiếng Việt là dưới tán cây chanh, thì cái mùi hương của nó cũng là một dạng kiểu như thế. Rất là dễ ngửi, dễ xịt và dễ dùng trong cái điều kiện mùa hè ở Việt Nam. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Frederick Moore và nó có tên là Vetiver Extraordinary. Đây là một mùi hương vetiver mình đánh giá rất là cao. Bởi vì nếu như chúng ta thường nghĩ rằng vetiver nó là một cái gì đấy nó khô, nó một cái gì đấy nó khá là, nói thế nào nhỉ, nó không mềm mại, nó không uyển chuyển mà nó rất là khô khan, nó rất một chút gì đấy nó gai góc, thì ở sản phẩm của nhà Frederick Moore này thì mình không nghĩ là như thế. Đặc biệt thích hợp với các anh em nào theo một cái phong cách classic, thì vetiver thì không bao giờ phù hợp với các anh thanh niên, các bạn như kiểu tuổi hồng thơ ngây thì không phải. Mà vetiver nó có thiên hướng phù hợp với thiên hướng classic. Anh em nào mà dân văn phòng ấy mà xịt chai nước hoa này thì rất là ok. Vetiver của nó rất là nhẹ nhàng, vừa đủ, không quá là nồng. Do vậy chúng ta có thể hoàn toàn tự tin sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam. Đó. Về mùi hương thì mình luôn đánh giá rất là cao nhà Frederick Moore. Và chai nước hoa này cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên các anh em nếu mà có dư giả về mặt tài chính mua chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là sẽ không có điều gì phải lăn tăn cả. Ok. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Mason Francis Cartier và nó có tên là Petit Martin. Đây là một tông mùi thiên hướng cũng lại là citrus, của chanh, rất là dễ chịu. Nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó cũng rất là dễ dùng. Đó. Và một cái mùi hương của trái cây, với như ở mình thì là một mùi chanh rất là dễ chịu.
chúng ta sẽ có một cái mùi hương đa dụng, linh hoạt, sử dụng ở mọi dịp, mọi lúc, mọi nơi, không thành vấn đề. Cứ lấy ra là bam, cứ lấy ra mà xịt. Mọi người sẽ cảm thấy rất là dễ chịu khi một người mùi hương của chai nước hoa này. Đó, MFK Petit Martin, Frederick Moore Vetiver Extraordinary và Replica Under the Lemon Tree. Đó. Thực ra thì trong những cái chai nước hoa mình đấy, nó chỉ là một phần của rất rất nhiều chai nước hoa mùa hè mà chúng ta có thể tham khảo. Đấy là cái mà mình muốn nói ở cái phần cuối video này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em một vài chai nước hoa theo từng phân khúc giá rẻ, trung cấp và đắt tiền. Đó, để chúng ta có thể tham khảo nếu như muốn mua một mùi hương dành cho mùa hè chuẩn bị tới đây. Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nha. Còn bây giờ anh em mình bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.